Jennie đăng ảnh hiếm hoi cùng Teddy giữa tin đồn Blackpink rời YG, Jisoo có tin vui. Theo truyền thông Hàn Quốc, năm 2023 sẽ là năm bận rộn của các cô gái Blackpink. Dù có đổi cơ quan chủ quản hay không, thì một điều chắc chắn, họ vẫn là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu. Dựa vào những kế hoạch được tiết lộ đầu năm 2023, công chúng có thể thấy Blackpink sẽ có những hoạt động nhóm lẫn hoạt động solo cho các thành viên. Ngày 31 tháng 12, các idol đồng loạt xả ảnh chia sẻ kỷ niệm lên mạng xã hội giao lưu cùng fan, Blackpink cũng không ngoại lệ. Cùng một buổi chiều cuối năm, hai cô chị nhà Blackpink, Jennie và Jisoo đã có động thái khiến cộng đồng fan xôn xao và khấp khởi vui mừng. Cụ thể về phần Jennie, cô nàng đã xả loạt ảnh chụp trong năm vừa qua và có cả một tấm selfie hiếm hoi cùng nhà sản xuất Teddy. Blackpink và Teddy có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời, nhưng cả hai lại rất ít khi xuất hiện chung khung hình. Do đó, bức ảnh selfie này trở nên vô cùng đặc biệt. Đáng nói hơn, Jennie lại đăng tải vào đúng thời điểm rồi tin Blackpink rời YG về The Black Label, hãng thu do Teddy đứng đầu, khiến dân tình không khỏi đồn đoán. Man rapper Blackpink vốn nổi tiếng với việc cài cắm ẩn ý đằng sau những bài đăng mạng xã hội, thường xuyên thả hint cho fan về những hoạt động của nhóm. Bức ảnh bốn cô gái chụp với Teddy, không biết vô tình hay cố ý, lại được đăng tải trong thời điểm nhạy cảm, là fan càng tin tưởng tương lai Blackpink sẽ gắn kết hơn với nhà sản xuất ruột. Bên cạnh đó, Jisoo lại gây sốt mạng xã hội bởi tự mình thông báo sẽ solo trong năm 2023. Sau khi ba cô em cùng nhóm đã quảng bá cá nhân, hiện chỉ còn Jisoo là khiến fan cực kỳ trông đợi vào sản phẩm solo. Jisoo trả lời fan trên mạng xã hội Weverse xác nhận về hoạt động solo sẽ diễn ra vào năm 2023. Chị cả Blackpink nhắn nhủ, xin hãy chờ đợi solo của Jisoo năm 2023 nhé. Chỉ với một dòng tâm sự nhỏ cũng đủ khiến cộng đồng fan phấn khích. Sau khi kết thúc tour diễn Bonpin, fan tiếp tục kỳ vọng về màn solo bùng nổ của Jisoo. Sau hơn 6 năm hoạt động, Blackpink gặt hái vô số thành tích kỷ lục đáng nể. Các thành viên cũng có sự nghiệp cá nhân rực rỡ ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang, quảng cáo, phim ảnh. Ba thành viên Jennie, Lisa, Rose đã lần lượt phát hành album solo và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, Jisoo mặc dù được công ty cho lấn sân sang diễn xuất ở phim truyền hình Snowdrop, song đến thời điểm hiện tại, chị cả Blackpink vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc cá nhân. Thậm chí ở chuyến lưu diễn toàn cầu của Blackpink đang diễn ra, trong khi Jennie hát ca khúc mới chưa được phát hành, Jisoo vẫn chỉ được cover ca khúc Liar của Camila Cabello. YG từng nhiều lần khẳng định Jisoo sẽ được ra mắt solo. Sau một thời gian dài, sau khi ba thành viên đã có các ca khúc nổi đình đám, Jisoo vẫn im ắng. Người hâm mộ tỏ ra bất bình và không ngừng yêu cầu YG Entertainment sớm cho Jisoo phát hành sản phẩm cá nhân. Theo truyền thông Hàn Quốc, năm 2023, Blackpink vẫn tiếp tục hành trình diễn vòng quanh thế giới của mình từ thời điểm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, trong 2 ngày, 7 và 8 tháng 1 năm 2023, nhóm sẽ có 2 đêm diễn tại Bangkok, Thái Lan. Thêm nữa, các cô gái sẽ trình diễn thêm 2 đêm tại Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2023. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Blackpink sẽ di chuyển tới Trung Đông để trình diễn một đêm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Blackpink có thêm một đêm biểu diễn tại Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Từ thời điểm 3 đến tháng 6, Blackpink sẽ tiếp tục đi qua 3 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và châu Đại Dương để trình diễn cho khán giả. Xen kẽ với đó là ngày 14 đến 23 tháng 4 năm 2023, nhóm biểu diễn tại Coachella. Blackpink sẽ biểu diễn tại British Summertime Festival vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Đó là một số show diễn điển hình của họ trong năm 2023. Như vậy có thể thấy, vào năm mới, Blackpink hoạt động khá năng nổ và phủ kín lịch diễn của mình đến tháng 7 năm 2023.